Xin chào các bạn, trở lại với kênh xe của mình. Thì ngày hôm nay mình với các bạn cùng nhau tiếp tục khám phá một cái dòng xe tải dưới 1 tấn trong cái dòng xe tải nhẹ và đến từ thương hiệu Nhật Bản mang tên Suzuki. Thì cái dòng xe này rất là hot trong cái dòng xe tải mà dưới 1 tấn với cái độ bền và chất lượng khá là cao và giá cũng rất là hợp lý và rất là đẹp. Thì mình đã mượn được một cái dòng chiếc xe của bên hãng xe Suzuki Nam Á để giới thiệu cho các bạn về cái dòng xe này. Thì hôm nay mình với các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu em nó nhé. Em nó với vẻ ngoài thiết kế khá là đẹp và khá là bắt mắt, phiên bản thùng lửng. Đây, gương của nó thì là gập ra gập vô thôi, cũng rất là rộng, dễ quan sát. Nội thất không gian khá là rộng rãi, kính quay tai. Đó. Thì cái dòng xe này được cải tiến từ cái hàng Suzuki nhập khẩu 2018, cái hàng mà đầu đầu nó đầu tròn đó các bạn, hàng Suzuki phiên bản cũ, nhưng mà chỉ phiên bản cũ thì có 750 kg thôi, còn cái phiên bản mới này là 810 kg nha các bạn, cũng nhập khẩu từ Indo luôn, nguyên chiếc, sản xuất 2019, chuyển thể Euro 4 đó. Đây là cái xe mà nâng cấp của cái dòng xe phiên bản mà đời cũ Suzuki cũ đầu tròn mà 750 kg. Thì nhiều người thấy cái xe này có cái đầu thiết kế nó không được đẹp bằng cái dòng xe kia, nhưng mà tải trọng nó rất là lớn, 810 kg, và nội thất không gian thiết kế của nó khá, của mình thấy cũng khá là đẹp, và cái càng số thì nằm trên cái táp lô luôn đó, nó dễ dàng cho các bạn di chuyển giữa bên lơ và bên lái, và cái càng số của nó thì là 5 số tiến và 1 số lùi. Không gian nội thất cũng khá là rộng rãi, xe nó có màn hình sẵn theo xe đó. Xe không gian thiết kế khác như một cái xe du lịch, đồng hồ táp lô hiển thị cũng khá đầy đủ, máy khá là im nha các bạn. Một điều đặc biệt là cái dòng xe dưới 1 tấn này chạy bằng xăng, cho nên cái động cơ xăng thì các bạn biết là khá là im, khi nổ tiếng máy mà không nghe cái tiếng rung luôn, không nghe tiếng kêu của máy luôn, cảm giác như là không có nổ máy luôn các bạn, nó im đến mức độ như vậy. Thì Suzuki thiết kế dòng xe máy chạy bằng xăng mà mấy trăm ký này từ trước đến nay khá là ok về cái độ mà im ắng của cái máy và rất là tốt của cái dòng xe Suzuki cỡ nhỏ này. Ở vô lăng thì có trợ lực nha, đó, ghế bục da rất là sang trọng, nhiều hộp chứa đồ đó, cũng 2 chỗ ngồi. Nói chung cái sự nâng cấp và khác biệt đó chính là nằm ở cái càng số được nằm trên táp lô. Xe thì động cơ nó 1.5 thôi, yếu hơn so với cái hàng cũ, cũ á, và rồi cũ á, thì nó là 1.6. Xe được nâng cấp về cái phần không gian nội thất phía trong rộng rãi, đầu cabin nó rộng hơn, nhưng mà nó không có đẹp bằng cái con cũ, và tải trọng nó cao hơn, và cái thùng nó được kéo dài ra. Với phiên bản thùng lửng này chiều dài thùng của nó là 2,4 m và chiều ngang của nó là 1,660 m, và chiều cao của cái bửng á là 335 mm. Đó, tương đương với gần 33 tấc mấy đó các bạn. Suzuki cái cụm đèn hậu phía sau cũng khá đẹp, Suzuki Carry Pro phiên bản hàng chính, tải trọng nâng cấp. Còn cái hàng Pro cũ thì tải trọng nó có 750 kg thôi, với phiên bản thùng lửng cầu nó cũng khá là lớn ấy, khá là đẹp, khung gầm sexy cũng khá là chắc chắn, nhíp cũng rất là cứng đó, rất là tốt. Mà cái dòng xe Suzuki Pro nâng cấp này, đây là một cái phiên bản Suzuki nhập khẩu Pro nâng cấp của cái dòng xe Suzuki Pro cũ, cũng là xài tiêu chuẩn thể Euro 4 này các bạn, 810 kg, mâm 13 inch đó, nước sơn màu trắng khá đẹp, động cơ của nó nằm ở phía dưới cái ghế. Đấy. Đây, động cơ của nó các bạn, động cơ Suzuki 1.5 đạt công suất 195 mã lực tại vòng đua 5.6, và mô men xoắn của nó là có thể đạt 135 Newton trên mét tại vòng đua 4.400 nha các bạn. Đó, cũng khá là mạnh, không có yếu đâu, và động cơ khá là im, mình rất thích cái xe này, động cơ nó im im còn hơn cái con Pro cũ luôn đó, con Pro cũ không im bằng con này nha các bạn, động cơ khá là im, cảm giác như là tiếng máy nổ mà mình ngồi trong cabin mà cảm giác như xe không có nổ máy luôn. Nội thất không gian rộng hơn, cái đầu cabin to hơn so với cái thằng cũ đó, đó là sự nâng cấp về tải trọng cũng như là kích thước của chiếc xe.
Kích thước tổng thể của xe là 4m195 và chiều ngang là 1m765 và chiều cao là 1m910. Đó. Một chiếc xe được nâng cấp về phần kích thước, tải trọng và cũng như nội thất của cabin. Phía trước dùng cuộc giò gà đó các bạn. Người cũng rất là to, rất là chắc chắn và rất là bền. Đó. Cái đầu cũng khá là hầm hố. Nhưng mà nhiều cái tài đánh giá thì cái con này nó không đẹp bằng cái con Pro cũ về cái đầu cabin. Đầu cabin cũ nhìn nó lịch lãm và sang trọng và đẹp hơn. Đầu này nó hơi hầm hố và nó hơi to, nhìn nó không có được đẹp. Đó. Đẹp bằng con kia. Đó, nhưng mà con kia bây giờ đã ngưng ngưng nhập khẩu và ngưng sản xuất. Giờ chỉ còn có con này thôi nhé các bạn, thay thế cho cái con kia. Cái con mà Pro cũ. Đó, cho nên giờ các bạn mua cũng chỉ mua được cái con này thôi, 810 kg phiên bản Pro nâng cấp, và chiều dài thùng cũng được nâng cấp và chiều rộng cabin cũng được nâng cấp. Đó, và độ cao của cái khung sắc xi, độ cao của cái khung gầm cũng được nâng cấp, khung sắc xi nó cũng khá là cứng cáp và dày. Đó, cho các bạn cổng tải nhiều hơn. Đó. Rồi, ok các bạn. Phần giới thiệu về Suzuki Pro mới của mình đến đây đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo giới thiệu về xe của bên mình.